Ngày 29 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa triệt phá một nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet và ghi lô đề với số tiền rất lớn. Cơ quan này cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 người để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 5 người này gồm Niềm Chí Lâm, sinh năm 1983, Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1966, trú xã Đắk Tru, huyện Đắk Rờ Lấp, Trần Hoàng Phong, sinh năm 1982, trú xã Quảng Tính, huyện Đắk Rờ Lấp, Đàm Văn Hiếu, sinh năm 1984, trú xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, và Đỗ Văn Dũng, sinh năm 1968, trú phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, đây là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet và ghi số đề quy mô lớn, có nhiều người tham gia, phạm vi hoạt động rộng. Những người tham gia ở nhiều tỉnh thành khác nhau trong cả nước và có sự cấu kết chặt chẽ với nhau. Số tiền mà những người này sử dụng để cá cược bóng đá lên tới 25 tỷ đồng. Ngoài ra, Lâm Phong còn đứng ra làm cái, nhận ghi lô đề của các con bạc với số tiền giao dịch hàng ngày khoảng 70-100 triệu đồng. Riêng trong ngày 27 tháng 12, số tiền mà các đối tượng giao dịch nhận ghi số đề là 100 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các nghi phạm về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý những người liên quan theo quy định. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.